Mình xin nhớ giáo bây giờ họ đi vào tiếng Anh. Họ đi vào dân là họ đi vào đường tìm có cả là tìm có cả đứa ăn có cả là họ ăn có cả đứa ăn và cứ ra cứ phải cha cha nó phải cha cha nó cẩn thận có con đất. Ê, ngủ mới dậy chưa đánh răng mà ngồi hát. Giờ sửa ngủ mới dậy ông bà cô chú anh chị không? Chưa có đánh răng mà ngồi dậy hát sớm rồi. Mở miệng ra là hát. Hát bài gì trước nữa nè, còn bài gì nữa không? Chuyện ma mùa mưa không? Ok. Để từ muôn thỏa chuyện lòng tôi kể tên người đó trường em ơi trường không mưa đổ tặng quà lên trường em ơi gì nữa được. Quên bài này chưa có nghe được, chưa có nghe thường xuyên không thôi. Chuyện ba mươi mưa là sao đời từ muôn thỏa tiếng mưa có vui bao giờ chuyện lòng tôi kể tức nay đã ba mùa mưa tôi đem tất cả chuyện lòng cho hết cho người nguyện tròn trong trong nhớ nàng là trinh nữ mất chưa thương bao giờ một làn môi đỏ vì ai chân xóm góc nhỏ đi tìm hương phấn cho đời trời xanh đã an bài biểu diễn gồm yêu nhau như bướm say hoa đẹp như giấc mộng vượt qua những năm đầu năm sau mưa gió nhìn nhau nắng đã xa rồi xa dần năm thứ ba vậy đi đánh răng đi ăn sáng hả đi đánh răng đi ăn sáng rồi chiêu đi chích ngừa nè vậy đi chích ngừa à vậy tôi không bị chích ngừa. Sao không chích ngừa? Bé sữa phải chích ngừa chứ. Tới ngày giờ chích ngừa rồi phải chích ngừa chứ. Ông sợ sĩ làm gì sợ đâu. Sĩ sợ con không sợ sĩ gì. Chích cái con lao sĩ quá trời. Sĩ sợ con luôn à. Sĩ chích chả. Chích con. Chích chả. Con á. Chích cái mặt cha này. Chích cái mông của con á. Nó lấy cái gì hả? Bác sĩ đánh đây cái ghim. Bác sĩ giúp cái ghim của con chích con. Nè, nó có con nhỏ nè, không ngoan là bác sĩ chích nè, nói đi. Các bạn không ngoan, bác sĩ chích cho tay giống con. Chích làm sao? Chích làm sao? Trà sữa đeo gì đẹp quá ta? Chích vậy nè. Trà sữa đeo gì đẹp quá vậy? Chích vậy nè. À, trà sữa đeo gì đẹp quá vậy? Dạ, đeo chiếc vòng được một cô tặng. Con xin được sữa. Thôi vậy đi. Vậy đi, đừng cầm ổ điện con, đừng đưa tay vô ổ điện. Đừng đưa tay vô cái giật mũi. Lấy ra con. Đi rồi vậy cho đánh răng rửa mặt ăn sáng. Đi. Hả? Ờ chiều mới chích, mẹ về mới đi chích. Chị chở luôn đi chích ngừa. Vậy đi. Ủa chà đâu biết chạy xe đâu. Biết chứ. Biết hả? Ừ. Chà phải bấm từ tròn lên. Rồi gớt cái đó. Nó không tròn gì. Ất cò. Vậy bữa nay là thứ bảy
Hôm nay là ngày 10 tháng 4. Dạ, hôm nay là chạy sữa mới đẻ ra được một ngày nè. Dạ, thì hôm nay là ở nhà không đi học, cho nên chạy sữa ngủ hơi nướng một xíu, giờ mới dậy. Giờ dậy thì chị tự vô chị rửa mặt nè, tự đánh răng nè, tự đi vệ sinh nè, rồi cho thay đồ, rồi đi ăn sáng. Dạ, ăn sáng rồi cà phê uống. Uống cà phê không? Vâng. Ở xe cơ, uống cà phê này nè. Uống cà phê ở đâu? Ở bên kia kìa. Ừ, uống cà phê không? Uống. Dạ uống. Dạ uống. Ừ, cà phê gì? Dạ uống cà giải rồi. Cà giải hả? Đi vô đánh răng cho mấy bạn nhỏ học hỏi coi. Đi. Đi. Con. Đi. Đi. Thôi vậy đi, nhựa hoài nè. Đi. Đi. Quấn cái mông nè. Quấn cái mông nè. Quấn cái mông nè. Quấn cái mông nè. Vậy đi. Vậy nè. Tắt đèn hả? Để cho tắt. Còn ngủ nữa hả? Chưa vậy nổi. Vậy đi bà sữa à, đó thử gì đâu á. Dạ em làm nó cũng mềm tròn 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 nữa. Bài gì hát bài gì? Chiến làm tôi thế tháng qua nó trời. Hát bài câu cầu dừa ơi. Chiến làm tôi thế. Hát bài thêm hai lúa hay cái phải lúa biết không? Từ mang mồm chỉ qua lá chuối lá chuyện lòng tôi kể tao. Hát bài hát lúa được không? Con biết bài hát thế mai lúa luôn không? Không. Bài gì chứ không biết bài gì? Bài con hàng xóm. Ông là xem cha cha làm chúng mình ba lúa. Ừ, hát bài chúng mình đã đứa được không? Hát sẽ ở đâu? Mình có bằng tiên đến chút bằng bờ chỉ mà mơ mùi rồi thảo để mất như sao còn dân mình chết tỏ sức tế nhưng lòng mơ hôn dân bao nhiêu tiếng cho mình chào. Bỏ lâu rồi không luyện rồi quên hết lời rồi quên hết đáp bài. Ba tuổi là sao? Mình có ba người biết đúng chỗ cầm. Mình có ba người vừa đúng nét đôi mươi những chiều mây lưng đồi tầm mắt hướng xa xôi. Rồi hát đi. Ngày sau một hai hát đi. Chúng ba đứa không chung đường. Chúng ba đứa mà hát vậy. Ừ, hát vậy chứ hát sao? Mình có ba người biết đúng nét có mười giúp chị mãi đường đội tạm mát phương cha rồi trường sao một chiến ta sẽ con nhớ con hát này làm cho nhớ lúc con nhỏ mà lúc con mới coi cái MV MV chuyện MV hai mùa mưa của cha con hát trời con cài biểu gì cha nay cũng lớn rồi nay sữa lớn rồi sữa lớn rồi quên mật chưa muốn làm đi vừa đầu hát sao đâu chứ rào muốn xanh buổi trưa còn hai hát đi cơn mưa chiều chứ rào muốn xanh buổi trưa còn hai cơn mưa chiều mẹ lối đồng xa thương con không quản thân này
mẹ dầm mưa ướt bắt từng con cua. Thôi giờ chào tạm biệt ông bà con chú nha. Dạ bây giờ Thiên Dừa sẽ cho trà sữa dậy, trà sữa đánh răng, rồi sữa ăn sáng để chuẩn bị để chiều đi đi chích ngừa. Kéo xuống, kéo xuống. Đi làm gì nữa? Đi chích ngừa rồi đi chơi, đi cà phê được không? Ok. Cô uống cà phê. Dạ rồi, cảm ơn quý bà cô chú anh chị đã theo dõi video của trà sữa của Phương Dừa con. Lúc nào cũng thương yêu Phương Dừa con. Ăn bắp đi, sáng dậy ăn bắp đi. Kéo áo xuống, kéo cái áo xuống nè. Dạ rồi, cảm ơn ạ. Kéo áo xuống rồi quay, kéo rồi xuống. Quay gì giờ, quay hát đi. Mình có ba người, biết cũng có chân người. Chẳng lẽ người, bắt em bắt đèn hèn là đi chơi. Ở ba kẻ, là quên khổ. Chú quen dầu và bầu là ta. Chú quen ngươi là làm chi. Con mê lê lắm trong khỏi kẻ. Con biết tìm mở tò đi ta tò. Ta. Hay quá, xong rồi đi đánh răng thôi. Con đi ba hương con vì con nhắm mẹ, mẹ hương con vì con nhắm ma. Cả nhà ta cũng luôn yêu nhau, xa lạ nhất cùng nhau là cười. Nhà là cười, cưng quá. Rồi đi đến ăn thôi. Đi học về đi, đi học về, để đi học về. Em về nhà, đi xe ba mẹ. Ba chiên xa, nhìn con phát vui. Mẹ ôm chim, con đôi mắt em. Hay quá, cảm ơn quý bà cô chú chị luôn. Đi học về đi, đi lúc học về là mẹ là cô giáo thầy đen trường cô đâu ngày mẹ hiểu cô là mẹ là hai cô giáo mẹ quên em đứng mẹ hiền. Hết chưa, hết bài chưa? Chưa. Dạ chưa. Còn mày gì nữa? Chưa. Mày gì nữa? Con có bé bé đi. Con có ba ba nơi lầu cầm tre đi hâm hồi miệng biết đi đường nào đi em đi ngoài đi về em chào em chung chi mẹ có yêu không nào. Không, mẹ không có yêu, mẹ không có yêu. Mẹ yêu. Mẹ không có yêu. Mẹ yêu. Mẹ không có yêu mà. Còn bài nào nữa không? Hết rồi ha. Dạ em. Rồi vậy đi, đi tắm, đi đến răng chuẩn bị đi ăn sáng. Dạ cảm ơn rất nhiều ạ. Mày về rửa tay. Nữa hát nữa hả? Hát live show hả? Sáng vậy đi. Sáng vậy chưa đến răng, chưa rửa mặt gì, chưa mở giọng gì hát quá trời vậy. Rồi cảm ơn. Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo thầy đến trường cô giáo như mẹ. Cô là mẹ hai cô giáo mẹ quên mẹ đến hai mẹ hiền. Rồi hay đó, rồi thôi cảm ơn. Hát hoài, hát tới sáng tới trưa luôn à. Được rồi, được rồi nha. Rồi, cảm ơn à. Ông có muốn con hát không? Rồi, hát một bài nữa thôi ha. Rồi. Dùng ngoài luôn bên có căn nhà tâm chiên bé nhưng mình sẽ trên nhà cho nhà ngọc nhà xe tôi
ai học từ chia tắm nơi chín tôi ăn tối. Rồi quên rồi, lâu không luyện, để lát cha luyện lại cho con nha. Cái dàn cao kê hư rồi, lâu quá là sửa không luyện. Trời ơi, tức quá rồi, cảm ơn ạ. À. Chào tạm biệt. Em có công cò hạt sữa. À, rồi, con hạt sữa. Rồi, cảm ơn ạ. Dùng mùa vô, tôi cho tên lệ tâm. Tôi sẽ nhìn tâm sinh, nghe nhẹ, cảm nhận mình. Nghe ơi, xem. Đắt hoài. Tôi muốn nghe hạt sữa. Rồi, thôi. Ngủ tiếp.